Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội, sáng nay ngày 31 tháng 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về những nội dung của dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng. Nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về các cơ chế chung cho tổ chức chính quyền đô thị. Theo dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng, mô hình chính quyền đô thị tại đây cũng sẽ chuyển các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân quận và Hội đồng Nhân dân phường thực hiện trước đây sang Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Đáng lưu ý, để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân thành phố, dự thảo nghị quyết quy định tăng 9 đại biểu chuyên trách so với hiện nay, gồm 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, 4 Phó trưởng ban và 4 ủy viên hoạt động chuyên trách thuộc các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đa số đại biểu tán thành với quy định dự thảo, song đề nghị tăng cường chức năng giám sát, nâng cao năng lực hoạt động Hội đồng Nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, vấn đề pháp lý cho việc tổ chức chính quyền đô thị cần được sớm xem xét một cách thống nhất cả nước. Tổ chức chính quyền đô thị tại các thành phố trực thuộc trung ương hiện nay đang theo các mô hình không giống nhau. Tôi cũng đề nghị thì cần nghiên cứu để có cái mô hình tổ chức cái chính quyền đô thị thống nhất tại các cái thành phố trực thuộc trung ương. Thì cũng đề nghị chính phủ nghiên cứu cái này, báo cáo trung ương để sớm nghiên cứu để sửa đổi bổ sung cái luật tổ chức chính quyền địa phương, hoặc để nghiên cứu để xây dựng ban hành một cái luật riêng về tổ chức chính quyền đô thị, từ đó tạo cơ sở pháp lý đầy đủ đồng bộ cho việc tổ chức chính quyền đô thị trên phạm vi cả nước. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, các vấn đề cơ chế chính quyền đô thị, cơ chế bộ máy nhà nước thế nào làm cho hiệu quả là vấn đề rất lớn. Trung ương đang tập trung để làm sao cho hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn. Vấn đề lớn lắm. Chứ bây giờ không hình thức. Gọi là giám sát, gọi là dân chủ. Thực tế không có tác dụng gì. Hình thức thì chúng ta sẽ loại bỏ. Để làm sao cho nó đúng thực chất. Bộ máy nhà nước, nghị quyết 17, Trung ương đã nói rồi. Từ đại hội 12. Đánh giá là công cảnh. Hoạt động kém hiệu lực hiệu quả, phải sắp xếp, phải tinh gọn. Thế nhưng mà đúng là mới được có một, ta mới làm là từ dưới lên, xã huyện sát nhập, thế rồi là một số bộ ngành, trung ương chưa được kỳ, tỉnh cũng rất khó, trung ương mà làm gọn được, tỉnh sẽ gọn. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, sắp tới trung ương phải gương mẫu, các ban đảng gương mẫu, chính phủ gương mẫu, Quốc hội gương mẫu thực hiện tinh gọn, hiệu lực hiệu quả bộ máy, phải rất thẳng thắn, rất mạnh dạn, rất nhìn nhận, không tinh gọn bộ máy thì không phát triển được. Bên cạnh đó tiếp tục giảm chi tiêu thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Sau 20 năm, Quốc hội mới lại xem xét việc thành lập một thành phố trực thuộc Trung ương và nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này, Huế sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của cả nước. Đa số các đại biểu thống nhất với đề án của Chính phủ về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở bảo tồn phát huy hiệu quả giá trị di sản cố đô, bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng, văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện môi trường và thông minh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Huế khi nâng cấp lên thành phố đô thị sẽ có một số bài toán cần phải giải quyết, đặc biệt là việc rút ngắn khoảng cách giữa khu vực nông thôn, miền núi với các khu đô thị lõi. Các cái khu vực nông thôn của Huế còn tương đối nhiều. À, lưới địa bàn rất là rộng, rộng lớn, vùng núi cao hiểm trở như thế. Trong cái hướng mà chúng ta lên phát triển thành đô thị, nằm trong cái đô thị thành phố trực thuộc trung ương thế nào, thì cái câu chuyện liên quan đến phát triển các cái vùng núi của Huế, của Phong Điền, của Nam Đông là một cái mà cũng đề nghị các đồng chí chú ý thêm. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị khi phát triển thành phố Huế theo hướng thành phố du lịch, cần phải có những phương án bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống bão lũ, thiên tai, phát triển hạ tầng. Ta phải tính thêm cả cái dung lượng, dân tổng số dân của Huế để cõng trên vai cái khối lượng du lịch này, cái tỷ lệ này, để chúng ta có cái tính toán hợp lý, kể cả về hạ tầng, kể cả về đô thị, rồi các cái tiện ích xung quanh để chúng ta tính toán. Các đại biểu cũng đề nghị nếu đề án được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này, Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải nỗ lực hơn nữa, phấn đấu giải quyết bài toán về phát triển kinh tế, bố trí phân bổ nguồn lực địa phương trong việc xây dựng các khu đô thị trung tâm, đô thị lõi.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10, tại thủ đô Riyadh, Vương quốc Ả Rập Xê Út đã diễn ra hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 với chủ đề Chân trời vô tận, đầu tư hôm nay, định hướng tương lai. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam sự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng, đồng thời giải đáp nhiều vấn đề đại biểu quan tâm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề của hội nghị, bởi đây là cơ hội tốt để cùng trao đổi, chia sẻ, đưa ra các sáng kiến hợp tác đầu tư, vượt qua mọi giới hạn để hướng tới tương lai phát triển bền vững, thịnh vượng. Nhận định tình hình thế giới, Thủ tướng cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út. Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao chính sách hướng đông của các quốc gia khu vực Trung Đông. Thủ tướng mong muốn các đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực có nhu cầu như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, hạ tầng thông minh, quản trị thông minh. Thông tin về các ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ả Rập Xê Út, Việt Nam nói riêng, Trung Đông và trên toàn thế giới nói chung, cùng đồng hành, phát huy tinh thần, ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay, tăng cường hợp tác đầu tư với nhau, cùng nhau hướng đến chân trời vô tận vì một thế giới phát triển an toàn, bền vững và thịnh vượng. Sau phát biểu, Thủ tướng đã tham gia phiên trao đổi với Tổng biên tập tạp chí Nhà Kinh tế về định vị của Việt Nam là cửa ngõ vào khu vực Đông Nam Á của các quốc gia Trung Đông, cũng như chiến lược của Việt Nam để đón nhận làn sóng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chiến lược chuyển đổi xanh và cam kết Net Zero. Bài phát biểu phần trao đổi trực tiếp của Thủ tướng được hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh, cho rằng với quan điểm này, Việt Nam sẽ sớm trở thành vị trí quan trọng trong chính sách hướng đông của các nước khu vực Trung Đông và tin tưởng Việt Nam sẽ thành công, đại thành công. Trước đó, chiều ngày 30 tháng 10 theo giờ địa phương tại thủ đô Riyadh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Ả Rập Xê Út nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế ngang tầm chính trị, ngoại giao giữa hai nước. Tiếp Bộ trưởng Đầu tư Ả Rập Xê Út Khalid bin Abdulaziz Al Khalid, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong hội đàm với Hoàng Thái Tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman với tinh thần coi trọng thời gian và trí tuệ, hai bên đã thống nhất nâng tầm quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối hai nền kinh tế. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng quan tâm, thúc đẩy đàm phán nhanh hiệp định bảo hộ đầu tư giữa hai nước, trao đổi kinh nghiệm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, hấp dẫn, sớm thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư trực tiếp và cụ thể hóa các nội dung bằng kế hoạch hành động, đưa ra các mục tiêu cụ thể để thúc đẩy quan hệ đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới. Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Đầu tư Ả Rập Xê Út cho biết các cơ quan doanh nghiệp Ả Rập Xê Út sẵn sàng tích cực thảo luận với các cơ quan đối tác của phía Việt Nam để đẩy nhanh tiến độ đàm phán, thống nhất các văn kiện hợp tác, triển khai các dự án trong các lĩnh vực mà Thủ tướng đã đề cập. Bộ trưởng và đại diện các doanh nghiệp lớn của Ả Rập Xê Út tham dự cuộc tiếp đã trình bày các cơ hội, đề xuất các ý tưởng, kế hoạch hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là Hà Lan, điện, chuyển đổi số, sản xuất xe điện. Tiếp ông Faisal bin Fahim Al Ibrahim, Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ và Bộ Công Thương Việt Nam khẩn trương làm việc với nhau, phấn đấu trong thời gian ngắn nhất, hoàn tất các đàm phán hiệp định, góp phần đưa hợp tác kinh tế lên ngang tầm với quan hệ chính trị, ngoại giao, truyền thống 25 năm quan hệ Việt Nam-Ả Rập Xê Út và mong muốn cả hai bên trên tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể. Bộ trưởng cho biết sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch, lộ trình hợp tác kinh tế với các thỏa thuận cụ thể trong từng lĩnh vực như Hiệp định về bảo hộ đầu tư, Hiệp định thương mại tự do, thu hút đầu tư, các thỏa thuận về phát triển nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản như ý kiến của Thủ tướng. Ngay sau cuộc tiếp, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế và Kế hoạch Ả Rập Xê Út đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế thương mại, qua đó thiết lập cơ chế hợp tác dài hạn giữa hai bên trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, đầu tư và kinh tế số. Cũng tại Vương quốc Ả Rập Xê Út, ngày 30 tháng 10 tại thủ đô Riyadh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự lễ khánh thành trụ sở và khai trương văn phòng của tập đoàn FPT khu vực Trung Đông tại Ả Rập Xê Út.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ả Rập Xê Út phát triển rất tốt đẹp, song quan hệ kinh tế chưa tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao và mong muốn của nhân dân hai nước. Bày tỏ trăn trở về điều này, Thủ tướng Chính phủ cho rằng phải thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước để hai nền kinh tế kết nối, bổ trợ cho nhau cùng phát triển, trong đó có những dự án cụ thể. Thủ tướng hoan nghênh việc FPT khai trương văn phòng khu vực, hợp tác đào tạo nhân lực, phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm mà FPT có thế mạnh. Cảm ơn các cơ quan, những người bạn Ả Rập Xê Út đã hỗ trợ giúp đỡ FPT hoạt động tại đây. Theo Thủ tướng, FPT muốn thành công lâu dài bền vững, tạo sức mạnh cộng hưởng thì phải đi theo xu thế phát triển của Ả Rập Xê Út là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, các ngành mới nổi liên quan đến trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật. Đồng thời, FPT cần hoạt động tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện các hoạt động xã hội, tham khảo tư duy, tầm nhìn đột phá chiến lược của Ả Rập Xê Út để vượt qua chính mình, hợp tác đầu tư thành công, góp phần vào sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước và hạnh phúc, ấm no của nhân dân hai nước. Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 và thăm làm việc tại Vương quốc Ả Rập Xê Út, tối ngày 30 tháng 10 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Doha bắt đầu thăm chính thức Qatar từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 theo lời mời của Thủ tướng nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Qatar là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công tác ba nước Trung Đông của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Qatar sau 15 năm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp với nhiều kết quả thực chất. Tuy nhiên, hai bên đều nhận thấy còn nhiều dư địa để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trên các lĩnh vực tiềm năng như chính trị, ngoại giao, kinh tế, năng lượng, du lịch và lao động. Do đó, chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước một cách toàn diện, hiệu quả hơn, nhất là về mở cửa thị trường, thu hút đầu tư chất lượng cao, hợp tác lao động, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, chống biến đổi khí hậu, hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, năng lượng sạch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển ngành Hà Lan. Ngay sau khi tới thủ đô Doha bắt đầu thăm chính thức nhà nước Qatar, tối ngày 30 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Qatar. Thông tin với bà con về tình hình trong nước với những thành tựu đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực trong bối cảnh thế giới và khu vực còn những khó khăn, Thủ tướng cho biết quan hệ Việt Nam-Qatar nói riêng và các nước Trung Đông nói chung phát triển tốt đẹp, song quan hệ kinh tế còn hạn chế, chưa tương xứng với quan hệ chính trị ngoại giao. Do đó, trong chuyến công tác này, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo các nước sẽ thảo luận thúc đẩy hợp tác kinh tế trên tinh thần đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại, chăm chỉ lao động, học tập và công tác, luôn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, đặc biệt vận động, giúp đỡ, tìm kiếm công ăn việc làm, tìm kiếm học bổng, cơ hội đầu tư để đưa anh em, bạn bè cùng làm ăn, học tập, nghiên cứu và sinh sống lâu dài tại nước sở tại. Đánh giá cao hoạt động của Ban Liên lạc Người Việt Nam tại Qatar, giải đáp các đề nghị của cộng đồng người Việt Nam tại đây, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành có giải pháp quản lý lao động tại nước ngoài để kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn vướng mắc và tâm tư của kiều bào. Các bộ liên quan đàm phán với phía bạn để có chính sách visa cởi mở hơn, khuyến khích các cơ quan doanh nghiệp tiếp nhận người Việt Nam lao động về nước có tay nghề, kỹ năng, kinh nghiệm, nâng cao năng suất lao động. Thưa quý vị, theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lasso Hernandez dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 11 năm 2024. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong những ngày này tại Quảng Bình, mưa đã giảm, trời đã hửng nắng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khu vực ngập lụt nặng do rút nước chậm. Chính quyền các địa phương đang phối hợp với các hội đoàn thể triển khai hỗ trợ nhu yếu phẩm để giúp người dân vượt qua những khó khăn trước mắt. Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh có hơn 1.000 nhà dân ngập trong nước, trong đó có 840 nhà dân ngập sâu trên 1 mét. Trụ sở cơ quan, trạm y tế, các trường học trên địa bàn cũng bị ngập sâu. Hiện nay, nhiều tuyến đường vẫn còn bị chia cắt, khiến việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Sau năm nay lụt vẫn to, sự bất ngờ là nó vào ban đêm.
nói chung gia đình là trở tay không kịp, cho nên các đô trong nhà là phải chịu thiệt hại ngập. Với phương châm 4 tại chỗ, chính quyền địa phương đã chủ động tập trung triển khai các phương án hỗ trợ người dân. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đã trích hơn 200 triệu đồng để cứu trợ, đồng thời thành lập các đoàn phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trực tiếp về các khu dân cư ngập sâu để tiếp tế lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân. Vừa qua thì lũ lụt cũng ngập đến ngày nay nữa là 2 ngày đấy. Là nói chung cùng chính quyền cũng có tới thăm hỏi thì có ngày nay thì có rồi ủng hộ thì có một đợt qua để ăn trong mấy ngày lụt kể lụt da lụt là 2 mét đấy. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện đã họp phân công 5 đoàn trực tiếp xuống các địa bàn để chỉ đạo khắc phục hậu quả, trước mắt là ổn định đời sống cho bà con, và với phương châm thì nước rút đến đâu là thu dọn đến đó. Hiện mực nước tại các khu vực ngập lụt trên địa bàn huyện Quảng Ninh vẫn còn cao. Chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo các xã ra soát, nắm chắc số người bị cô lập do lũ lụt, có phương án cứu trợ, tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào bị đói, sẵn sàng thuốc men và phương án để khắc phục hậu quả sau khi lũ rút, hạn chế dịch bệnh xảy ra. Thưa quý vị, mưa lớn suốt trong những ngày qua khiến nhiều vị trí trên cao tốc La Sơn Hòa Liên bị sạt lở. Ước lượng sơ bộ khoảng hơn 2.000 mét khối đất đá bị sụt trượt nghiêm trọng, tràn lẫm rách của dọc của khu vực. Mưa lớn liên tục đã dẫn đến tình trạng trên cao tốc La Sơn Túy Loan ở một số điểm phần cấu kiện bê tông đã nứt toát, khiến đất đá trực chờ đổ xuống phía các xe đang lưu thông bên dưới. Tại km số 39+750, mưa lớn khiến phần ta luy dương dù đã được kiên cố hóa nhưng vẫn vỡ toạc. Bên cạnh điểm sạt lở nặng nêu trên, mưa lớn cũng gây sói lở ăn sâu khu vực móng bệ trụ cầu T9 tại km số 35+879. Cùng với đó, có khoảng 15 vị trí trên tuyến bị đất đá lấp rãnh dọc, rãnh đỉnh và khoảng 250 cây xanh ngã đổ vào tường rào bảo vệ. Tình trạng khai thác cát sỏi trong thời gian gần đây đã xuất hiện trở lại trên Hói Dừa thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Đáng nói là khu vực này từng là điểm nóng khai thác trộm và nằm trong khu vực hành lang an toàn dưới lưới điện đường dây 500 kV Bắc Nam. Tại khu vực Hói Dừa thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, thời gian gần đây các đối tượng đã múc trộm một khối lượng cát sỏi giữa lòng suối với chiều dài khoảng 200m, rộng 20m, sâu từ 1,5 đến 2m. Điểm khai thác nằm cách cột đường dây 500 kV Bắc Nam chỉ khoảng 100m. Tại thời điểm phóng viên có mặt, các đối tượng đã dừng và cho chuyển số cát sỏi lấy trộm ra khỏi hiện trường cùng với phương tiện khai thác. Trên nền đất còn dấu xe bánh xích và một số vết cào xúc còn mới. Theo Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô, tại đây quân và dân thị trấn từng bắt quả tang đối tượng khai thác cát trộm là người địa phương, phạt gần 40 triệu đồng, thu giữ tang vật gồm một xe múc. Riêng với dấu vết mới phát hiện, tạm thời chưa xác định được đối tượng. Chính quyền cấp tỉnh, huyện đã có chỉ đạo thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường, Công an, Biên phòng khẩn trương điều tra xác định đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 10 tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, hầm số 2 thuộc dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét chính thức được liên danh Y Sung, Đèo Cả, Đào Thông vượt tiến độ 2 tháng. Hầm đường sắt Khe Nét có tính đặc thù chạy men theo sườn núi, địa chất hầm phức tạp. Để đảm bảo tiến độ đề ra, liên danh các nhà thầu đã nỗ lực đưa ra các biện pháp thi công, đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, nâng cao năng suất lao động. Các nhà thầu đã huy động 230 kỹ sư, công nhân, lái máy cùng với nhiều thiết bị chuyên dụng, tổ chức đồng loạt 4 mũi thi công trên 2 hầm. Đến cuối tháng 10, khối lượng thi công hầm 1 đạt 130m trên chiều dài 580m và hầm 2 hoàn thành toàn bộ 355m. Sản lượng thi công đạt 120 tỷ đồng, vượt 9% tiến độ đề ra. Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần giảm tải giao thông, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và hành khách, mà còn tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực, giúp tăng cường sự kết nối giữa các vùng miền, đóng góp tích cực vào mạng lưới giao thông quốc gia. Thưa quý vị, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ Cà Mau dài gần 111 km, phần lớn đi qua khu vực có nền địa chất yếu. Trên tuyến cao tốc này có 117 cây cầu đang vào giai đoạn nước rút về đích. Nhưng thời điểm này, đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa mưa, khiến cho việc đổ bê tông mặt cầu gặp không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần vượt nắng thắng mưa, các công trường trên tuyến cao tốc này vẫn đang thi công hối hả cả ngày lẫn đêm với quyết tâm hoàn thành toàn bộ cầu trên tuyến vào cuối năm nay, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân.
Khi màn đêm buông xuống thì mọi người trở về với gia đình sum vầy bên những người thân yêu sau một ngày làm việc và học tập vất vả. Thế nhưng đối với mỗi kỹ sư và công nhân trên công trường cao tốc Bắc Nam thì lại bắt đầu vào một ca làm việc mới. Hơn 1 giờ sáng trên công trường thi công cầu Nàng Mau, cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các kỹ sư và công nhân vẫn đang miệt mài với công việc đổ bê tông mặt cầu. Đây là một hạng mục đòi hỏi kỹ thuật cao trong điều kiện thời tiết mát mẻ, thuận lợi, không có mưa và không được nắng gắt. Hôm nay là đang 15 đến mùa mưa, thì đơn vị thi công tranh thủ những thời điểm mà không có mưa, bao nhiêu là nó không có mưa là càng tốt. Tại thi công mặt cầu thì tránh trường hợp để mà nó bị bê tông bị co ngót, ánh nắng thì bê tông co ngót sẽ dễ bị nước mặt. Thì ban đêm là cái thời tiết nó cũng nhiệt độ xuống thấp, đó thì thi công mặt cầu rồi cũng rất là tốt để giữ được cái độ ẩm của bê tông trong quá trình thời gian bê tông liên kết. Thì cái công việc đổ bê tông ban đêm là chuyện hết sức là bình thường, kể cả tới 3-4 giờ sáng để nó hoàn thành được cái công việc trong giai trình thi công. Đổ bê tông ban đêm thì nó cũng có nhiều cái thuận lợi về cái việc mà bảo dưỡng bê tông và cái chất lượng nó sẽ tốt hơn. Với cái khối lượng cầu rất là lớn của Trường Sơn đang thi công trên cái cao tốc Bắc Nam này, khoảng 20 cái cầu, thì gần như là ngày nào cũng có thi công ban đêm. Với mục tiêu an toàn, chất lượng, hiệu quả, việc thi công các cầu trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trên một địa hình cao, thiếu ánh sáng nên đòi hỏi phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc an toàn. Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đang đặt mục tiêu hoàn thành 20 cầu do đơn vị này đảm nhiệm trong tháng 11 năm nay và toàn bộ 117 cầu trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cũng sẽ được các đơn vị hoàn thành trong năm 2024. Quyết tâm này của các đơn vị thể hiện tinh thần vượt nắng thắng mưa, thi đua về đích theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.